Thì trước khi vào video này mình mới thông báo một điều, đó chính là mình mới lập một kênh YouTube mới có tên là Fake MG2. Thì ở kênh YouTube này mình sẽ làm những video về Roblox. Thì nếu mọi người thích Roblox, đừng quên bấm nút đăng ký này và bấm vào cái chuông này để hiện thông báo mới nhất từ khi mình đăng video nhá. Ok, và chúc mọi người xem vui vẻ. Ấy ấy ấy, đợi đã, đợi đã, đợi đã. Có một điều nữa, đó chính là kênh của mình đã đạt được 50.000 sub vào ngày 18 tháng 9 năm 2017, có nghĩa là vào thứ sáu đấy. Thì để kỷ niệm cái này thì mình sẽ làm một cái video trả lời câu hỏi về bản thân mình. Thì nếu mọi người có một câu hỏi gì đó muốn hỏi về mình thì hãy comment vào cái bài đăng mình đăng ở trong fanpage đấy. Mình sẽ để link fanpage ở bên dưới video này, mọi người có thể vào đấy và xem. Ok, mọi người có thể hỏi bất cứ thứ gì ở đấy và mình sẽ chọn ra và trả lời thôi. Ok, chúc mọi người xem vui vẻ. Hey, xin chào mọi người. Thì mình vừa mới đi mua thịt về và tiện thể là mình cũng đang định sang nhà ông giáo sư và cho ông ấy một ít. Không biết hôm nay ông có nhiệm vụ gì cho mình nữa. Ok, thì chúng ta cùng sang nhà giáo sư nhá. Ồ, được rồi, đây nhà giáo sư rồi. Chúng ta thử vào xem nào. Giáo sư ơi. Thế ai nói gì nhở, ông đâu rồi? Giáo sư ơi. Ông đi đâu rồi? Hay là ở trong bếp nhỉ? Không phải. Ông không có ở đây. Thế ông ấy đi đâu nhỉ? Không. Có cái cần gạt gì cả. Đây là cái gì vậy? Căn phòng bí mật. Giáo sư ơi. Ông trong đây không? Ông bình tĩnh bình tĩnh. Nó chỉ là con creeper thôi mà. Ông nuôi creeper ở trong nhà sao? À, ta mới bắt nó về để nghiên cứu ấy mà. Ta đã phát hiện rằng da của creeper không hề vô dụng một chút nào. Cháu thấy nó vừa xấu vừa ghê. Da của creeper có thể dùng để tạo ra một bộ giáp tuyệt vời. Nó còn khỏe hơn cả giáp sắt nữa. Do không đủ da của Creeper cho nên ông mới chỉ chế tạo được cái mũ thôi. Và bây giờ ông muốn cháu đi lấy thêm da Creeper cho ông để ông hoàn thành nốt cái bộ giáp này. Cháu hãy dùng cái bộ giáp lần trước ông tặng cháu. Nó sẽ bảo vệ cháu khỏi Creeper. Được rồi ạ, cháu sẽ giúp ông. À mà Creeper cũng rơi ra thịt, ăn cũng rất là ngon đấy. Được. Cháu nghĩ giết Creeper với cái bộ giáp đấy khá là đơn giản. Và nó đang nhảy này. Trông nguy hiểm quá, ông nuôi creeper ở trong nhà kinh quá. Được rồi, cháu đi đây. Quả đấy là mình sợ. Tự dưng có creeper đứng ngay trước mặt mà mình không mặc giáp gì cả. Mình có thể đã chết nếu mà Ok, đi bắt creeper thôi. Ok, mình đã tới được một cái nơi chỗ nào đó, một cái đồng không mông quạnh ở đó. Và đây lắm mực quá nhỉ. Và mình mong là chúng ta sẽ tìm thấy creeper sớm thôi. Mình không có nhiều trang bị, mình chỉ có một cái bộ giáp mà ông giáo sư cho thôi. Nó bảo vệ mình khỏi vụ nổ. Là một cái kiếm. Và một đống thịt mình vừa mua. Mình chưa kịp tặng giáo sư cả. Kìa. Một con creeper kìa. Mình mong là nó sẽ không làm thương mình. Ê, Creeper. Và hình như mình phải giết nó mới rụng ra da, chứ còn nổ thì không được. Nổ là nó sẽ mất dạng đó. Ok, đây rồi. Da Creeper đây rồi. Mình nghĩ là nó cũng giống như kiểu các bộ giáp ấy. Nó cũng lắp giống bộ giáp thôi. Khá là nhiều. Cần nhiều da Creeper đấy. Bọn creeper đâu hết rồi nhỉ? Chỗ này ít quá nhỉ? Hay là mình phải đợi đến tối? Mình nghĩ chúng ta nên đợi đến tối, nhưng mà đến tối lại còn những con khác như kiểu skeleton. Này hơi khó đấy. Nhiệm vụ này hơi khó. Ok. Và trời tối rồi này. Mình đợi mãi và mình cũng kiếm được một vài cái đuốc. 64 cái, không phải một vài.
Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái creeper dễ hơn đấy, hai con này. Nhưng mình phải đánh từng con một bởi vì nó sẽ, nếu không nó sẽ, đây là hai con nữa này. Mình sẽ dụ từng con ra một. Ê, đây rồi, ra đây rồi. Đừng nổ. Một chém nữa. Yeah, có ba miếng da rồi. Một con này nữa, mình sẽ giết nó. Nguy hiểm quá. Ok, có cả thịt nữa này. Mình ăn được không nhỉ? Thì như mình đang no không ăn được. Chúng ta có 4 miếng da, làm một cái áo thì mất khoảng 8 miếng da cơ. Hơi ấy, con này nhìn thấy mình rồi. Hai con nhìn thấy một con thôi. Đừng có tham lam. Đừng nổ. Ôi giời, mình sợ nó nổ. Ok. Đừng. Ok. Hai con này không dùng ra này. À đây, có một miếng da và hai miếng thịt. Không nhiều thịt cho lắm. Ok, tiếp theo nào. Creeper đâu? Ra hết đây. Đâu hết rồi nhỉ? Giật cả mình. Nó tự dưng nó hù. Một phát nữa. Ok, con này không ra ra rồi. Không rơi ra ra rồi. Còn con nào nữa không? Creeper. Đâu hết rồi. Mình tưởng buổi tối phải nhiều chứ nhỉ. Mình còn 3 cái nữa là chúng ta sẽ đủ làm một cái áo giáp. Nhưng mà creeper đâu rồi? Hết rồi ở đây à? Còn con nào nữa? Cái này có vẻ khá lâu đấy, cho nên là mình sẽ phải gặp lại mọi người trong một lúc nữa thôi. Ok. Mình nghĩ là chúng ta an toàn rồi. Mình đã kiếm đủ cái da rồi. Thực ra còn thừa đấy, không phải là đủ đâu mà còn thừa đấy. Mình nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây thôi. Và mình nghĩ chúng ta nên tạo thử cái bộ giáp sẽ có 3 con creeper kìa. Skeleton, mình nghĩ chúng ta nên tạo ra cái bộ giáp xem nó trông nó đẹp như thế nào. Mệt rồi đã, mình phải giết cái skeleton. Ow. À, thịt creeper đấy nhở, mình còn thịt. Thôi. Mình nghĩ chúng ta nên chạy rồi, zombie kìa. Tướng thôi. Ok. Đi nào, chạy nhanh. Trước khi chúng nó đuổi kịp. Mực, đi ra đi nào, mực. Ok, đừng cụt, no. Đừng cụt. Zombie kìa, oh no. Mình có ngọc Ender này, cho nên cũng không sợ thật lắm nhỉ. Việc tường nhanh. Ok. Mình không biết đây chỗ nào nhưng mà nó có vẻ an toàn. Có vẻ không thấy con nào xuất hiện trên này cả, bởi vì trên này toàn tuyết rồi. Mình nghĩ chúng ta nên tạo thử cái bộ giáp xem nào. Chà, hình như nó cũng giống như cái này thì phải. 7 cơ à? Cộng 7 giáp mà cái này cộng có 6. Thêm cái quần nữa nhỉ. Cái này cộng 6 giáp, trong khi đó cái này cộng 5 giáp. Mình sẽ tạo cái giày. Thừa 3 cái kìa. Cái giày cộng 2 giáp, cái này cộng 2 giáp, bằng nhau. Mình thử mở xem nào. Zombie. Đằng sau nó còn có biểu tượng creeper này, hay chưa? Còn cái mũ thì có lẽ mình không cần bởi vì ông giáo sư đã có cái mũ rồi. Ấy. Giáp này khỏe hơn cả giáp sắt. Wow. Creeper nữa kìa. Mình nghĩ chúng ta nên đi về nhà thôi bởi vì chỗ này nguy hiểm quá. Và nên báo cho ông giáo sư càng sớm càng tốt. Zombie đông quá, quái vật đông quá. Ok. Mình sẽ đi về nhà đây. Ôi giáo sư. Ông đây rồi. Cháu đã lấy đủ da để làm thành bộ giáp rồi. Cháu còn làm sẵn là bộ giáp nữa ạ. Còn thiếu mỗi cái mũ thôi. Tuyệt vời. Vậy cháu thấy thế nào? Cháu thấy nó tuyệt hơn cả giáp sắt mà ông đưa cho cháu. Mà thịt creeper đấy ạ. Nhiều thế. Tối nay sang đây người ta sẽ đãi cháu. Thật ạ? Như vậy đỡ phải nấu cơm. Ok.
Yeah.